Xin chào ông ạ. Thưa ông có thể cho biết là có hay không nguy cơ mưa lớn ở Tây Nam Trung Quốc, Bắc Lào, Myanmar dẫn tới việc là có thể gây mưa lớn ở thượng nguồn và gây lũ ở Việt Nam hay không ạ? Toàn bộ cái hệ thống mưa này thì của Việt Nam nó có nối với toàn bộ cái hệ thống mà phía Trung Quốc và các nước lân cận trong cái hệ thống rãnh gió mùa. Một số nơi thì có thể gọi là cái giải hội tụ nhiệt đới, nhưng mà thực ra cái khu vực này là khu vực rãnh gió mùa. Và cái giai đoạn mưa vừa rồi ấy, thì nó có ba cái tâm mà gây mưa chính trên cái toàn bộ cái giải rãnh này. Thì cái tâm mà trên khu vực Việt Nam chúng ta cái giai đoạn đó thì nó có cái tâm bão, và sau đó nó có hoàn lưu sau bão thì gây mưa lớn là hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn bão đang hoạt động và cái giai đoạn mà sau khi bão đã đổ bộ và thành cái vùng thấp yếu ở trên vùng đất liền của chúng ta và gây mưa. Cái đợt thứ hai chính là cái đợt mà đang diễn ra hiện nay. Theo bản đồ khí tượng thủy văn thì các dòng khí ở độ cao 1.500m đưa mây từ Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương về phía nam Himalaya, Tây Nam Trung Quốc khi gặp lạnh thì gây mưa lớn. Vậy thì dự báo là trong những ngày tới liệu có khả năng mưa lớn ở thượng nguồn các sông chính ở khu vực miền Bắc của Việt Nam hay không ạ? Mấy ngày tới thì cái mưa thì vẫn tập trung chính ở hai cái vùng. Vùng thứ nhất là cái vùng các cái tỉnh mà ven biển của chúng ta, do cái gió từ biển Đông đi vào. Thế còn cái mưa ở trên thượng nguồn thì nó sẽ giảm đi đáng kể so với lại cái giai đoạn trước, nên là cái lũ ở thượng nguồn thì là sẽ chủ yếu khống chế bởi cái lượng nước hiện nay và có bổ sung thêm một cái lượng mưa trong thời gian tới, nhưng mà nó sẽ không quá khắc nghiệt như những cái giai đoạn vừa qua.